Thế là mọi người có câu hỏi gì về mình hay là gì về Asian Jet thì cứ hỏi ha, mình trả lời được thì mình sẽ trả lời ha. Cách warm up á, cách mình warm up khá là ngu quá, mình chỉ ngồi bắn boss thôi chứ mình đâu có làm gì đặc biệt đâu. Âm dao á hả? Âm dao thì nó cũng khá là giống âm rifle á, chắc là cứ phóng một thời gian là sẽ phóng chúng thôi. Nếu mà muốn thoát khỏi bậc rank bằng chính sức mình thì Rorulis có phải role hoàn hảo không? Thì mình nghĩ trong tất cả các bậc rank luôn á thì Rorulis sẽ là cái role dễ leo rank nhất. Tại hầu như mấy Rorulis thì nó dễ carry hơn là những role còn lại. Em thấy chơi bằng cổ tay thì có không? Hồi xưa mình chơi bằng cả bàn tay mà bây giờ mình chỉ có chơi mỗi cổ tay thôi. Khó thì nó sẽ hơi không cơ động bằng lúc mà chơi bàn tay, nhưng mà mình cảm giác như này thì mình đặt tâm nó, nói chung mình đặt tâm nó chính hơn, cảm giác như vậy. Nhảy với dash phía trước có đi xa hơn không đó. Cái này nó cũng rõ nó, nhưng mà nên 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 nhảy rồi dash, kiểu như là đôi lúc nó đặt những cái trap như này nè thì mình nhảy lên mình dash thì nó không dính á, kiểu kiểu vậy á. Cái map này nếu mà entry vô A thì nó cũng nói về phía chơi rank hay chơi rank thì chắc là cũng không có quá nhiều góc để tụi em lướt vào nữa, kiểu như là nó chỉ có nhiều chỗ vài chỗ thôi á, kiểu như có thể lướt vô đây xong chắc bên phải, hoặc là nếu như mà đi ngược về phía này thì có thể lướt vô đây kiểu như này, nhưng mà cũng có thể lướt lên trên đây nữa. Nó cũng không có quá nhiều chỗ để có thể lướt vào á, chỉ gọi là lúc lướt vào thì làm sao để có thể sống lâu nhất có thể. Còn B thì sao ta? B cũng khá là default, B cũng không có nhiều góc để check lắm. Thường thường mình đi vô mình sẽ cố gắng check cái góc góc bên phải mình, kiểu như là mình sẽ lướt như này, kiểu như này, hoặc là nếu mình lướt mình sẽ lướt như này, kiểu như này sẽ đóng cửa lại, hoặc là cũng có thể đi như này nè. Lúc đó có nhiều đồi mình chỉ cần check cái góc này thôi, mình hay đi lẫn về city, hoặc là cũng có thể tăng vào side. Mình ưu tiên mình nghĩ là nên tăng vào side tốt hơn là cái việc đi về city, tại side clear trước thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ba yếu tố quan trọng nhất khi giao tranh là gì á? Này nhỉ? Cái lúc bắn nhau á hả? Hay là bắn như bình thường? Nếu mà game này thì chắc là đặt tâm chuẩn rồi à. Chắc là bình tĩnh, đừng bị quá cuốn ha, đừng có ham ham sấy quá là được. Kiểu phải rearm á. Xem thấp có góc khó khó chắc góc sẽ nó sẽ hơi nếu như mà không quen thì nó sẽ hơi khó chịu á, kiểu như nó sẽ hơi vướng, với lại là mình giúp xem nhanh thì nó sẽ tiện hơn cho những cái việc check góc hay là entry your side. Sẽ check được nhiều góc và nhanh hơn. Map Paris à? Paris dạo này mình chả bắn, chả biết là sẽ như nào. Nên chắc sẽ là map Haven hay là map Haven, tại map đó hầu như lúc nào cũng sẽ có con Z và cũng là cái map có nhiều thứ để nói thôi. Nếu mà đi xe thì anh thích nhất là đi kiểu có vài kiểu á, một là mình sẽ chui vô góc default này mình check góc mấy góc kiểu như này nè. Còn hai thì sẽ gọi là đi lên trên cao này, anh thích đi trên cao không? Anh thích kiểu như này hả? Chết mẹ, người nhủ ơi. Anh thích kiểu như này nè. Rồi xong kiểu lúc đó mình hay có cung check hay là các thứ á, rồi mình có flash á. Còn không thì có thể lướt vào góc default như này, hoặc là lướt vào góc này nè. Mình có thể lướt vào góc này nữa, kiểu như này nè. Nhưng mà làm mình mượt xíu, lâu quá không làm là cũng nhìn nó hai rồi. Lúc đó có cung check có nhiều thứ nữa, mình sẽ đi khá là tự tin hơn. Nếu như phối hợp đủ đồ thì chắc là khá là dễ. Chơi giết hay là smoke đẩy ra bị kim tộc. Tức là kiểu hạn chế đẩy kiểu như thế không? Mạng với mạng mạng công ty hình như là đang xảy bị tì hay gì á. Kiểu nếu như mà entry vô sai thì các thứ thì hạn chế gọi là chui ra mấy góc bị phong kiểu như này nè. Mình lướt vô đây thì mình giữ được đây thì mình giữ thôi. Xong mình giữ cái đoạn này thôi. Chứ đừng có đi bụng mình mà không có flash, không có gì mà chạy ra đây tìm tụi nó thì là dễ bị chết. Tiếp lên Diamond đó, tiếp lên Diamond chắc là học thuộc map với lại đặt tâm cho chuẩn này. Nói chung chỉ là tay ha, kiểu luyện tay mấy cái răng đó thì chắc là luyện tay chứ, chơi một con tướng thuần thục thôi rồi luyện tay là chắc lên răng mấy răng đó chắc là dễ hơn như vậy. Còn nếu mà cyber thì anh cũng khá ít entry cyber, nếu mà có thì chắc là đi như này ha. Lúc đó thì sẽ có smoke hyper với lại cung cái thứ thì mình cũng khá là dễ để đi á, chỉ chắc cái đoạn này, chắc mấy cái đoạn này nè. Với lại lúc mà mình đứng ở trên đây á thì mấy cái thằng nó đứng đây nó bắn mình khó lắm. Rồi xong mấy đứng bên đây nó cũng khó bắn, đôi lúc nó còn chả thấy mình nữa. Thắng 2 round đầu bên dev thì round bonus nên làm gì á? Nó tùy thuộc, nếu như mà em chơi Z hay là cái gì, nếu mà mình đủ tiền lên ngắm hay là
nếu mà nói chung chung một xíu thì mấy cái rau đó bắn kiểu nên nên bắn đột biến một xíu. Kiểu nếu như mà mấy cái map này entry thì là chui vô góc này nè, thì xong núp lâu thôi, kiểu như đợi bắn bò trường, đợi cung check flash cái thứ bắn chung là những cái đó thì nói không. Kiểu lướt vô xong đợi đây kêu đồng đội là flash rồi xong dẹp nó check. À, map này thì có những cái góc default để con Z nó có thể phi giao được, kiểu như này góc này nè, bắn được cái chỗ này hoặc là cái chỗ này, mà chỗ này thì khá là default nhưng mà rang thấp thì chắc nó không nghĩ gì đó, tại vì nó nhảy có một lần à, chỗ này nó nhảy tới hai lần, chắc là mình sẽ off stream quá, đói quá, chưa ăn gì hết chưa, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.